Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị phẫu thuật động kinh châu Á. Năm 2023, lần đầu tiên hội nghị phẫu thuật động kinh châu Á lần thứ 17 tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam tổ chức. Chương trình diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm 2023, gồm một ngày chương trình tiền hội nghị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và một ngày hội nghị chính thức tại khách sạn Equatorial. Hội nghị phẫu thuật động kinh châu Á lần thứ 17 nhằm cập nhật các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật động kinh dành cho các bác sĩ ngoại thần kinh, tâm thần kinh, nội khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh và nhân viên y tế quan tâm. Hội nghị năm nay có hơn 37 báo cáo với sự tham gia của 35 chuyên gia lĩnh vực động kinh trong và ngoài nước. Các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Canada, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, v.v. Hội nghị thu hút hơn 250 đại biểu tham dự. Nội dung của hội nghị tập trung vào 5 chủ đề đang rất được quan tâm, bao gồm những khái niệm mới trong điều trị phẫu thuật động kinh, quản lý bệnh động kinh, các kỹ thuật mới trong điều trị phẫu thuật động kinh, điều trị phẫu thuật động kinh thùy thái dương và điều trị phẫu thuật động kinh ngoài thùy thái dương. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Anh, trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều trị phẫu thuật bệnh động kinh là khái niệm mới tại Việt Nam. Hạn chế về công nghệ và kỹ thuật là một trong những thách thức lớn. Đây là cơ hội để các phẫu thuật viên Việt Nam học hỏi, trao dồi kinh nghiệm, cũng như tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác. Trước đây, việc điều trị động kinh tập trung vào nghiên cứu các loại thuốc chống động kinh và hiệu quả của sự phối hợp các thuốc này. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy điều trị phẫu thuật bệnh động kinh khi có chỉ định không chỉ mang lại hiệu quả vượt trội về kiểm soát cơn co giật mà còn cải thiện chức năng nhận thức của người bệnh. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ kỹ thuật đem đến nhiều phương pháp mới trong điều trị bệnh lý động kinh. Cái đặc điểm của ngành y thì mọi người cũng biết là nhìn sờ gõ nghe, tức là phải nhìn, phải sờ, phải gõ, phải nghe, tức là đại khái là phải là trăm nghe không bằng một thấy. Và cái việc mổ thị phạm đối với những cái hội nghị lớn và của ngoại khoa, hướng ngoại khoa, thì cái khuynh hướng chung là người ta sẽ cố gắng sẽ trình diễn thị phạm nếu trong cái khả năng tổ chức có thể làm được, để cho người ta thấy rõ ràng cái việc này tôi làm là cái bước này, bệnh nhân này có những cái phương tiện này, và rồi vô mổ tôi xác định lại là mổ là nó có những cái tổn thương nó là như thế này, để sâu diễn cho người ta thấy, và cái động tác mình phẫu thuật mình cắt nó là như thế này. Thì thật sự đó là một cái khi mà mình xem một cái ca mổ thị phạm thì cái để lại cái ấn tượng và để lại những cái hiểu biết và những cái đại khái là nó thay đổi được cái kiến thức và cái kỹ năng, và tôi nghĩ là nó cũng sẽ thay đổi cái thái độ, nó ấn tượng hơn là một cái bài nói đơn thuần. Trước đó, hội thảo tiền hội nghị ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra 6 bài báo cáo và mổ thị phạm. Chương trình phẫu thuật thị phạm là một nội dung trong hội nghị phẫu thuật động kinh châu Á lần thứ 17. Ca mổ được các bác sĩ khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và truyền trực tiếp đến hội trường 3A của Bệnh viện Đại học Y Dược. Trường hợp là nam bệnh nhi 15 tuổi ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh bị động kinh cách đây 6 năm, đã được điều trị bằng thuốc chống động kinh liều cao nhưng cơn động kinh không được kiểm soát tốt. Thứ nhất là mình đã được hội chẩn với nhiều chuyên gia trong nước và thế giới. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược đã có nhiều cái phương tiện kỹ thuật rất là hiện đại để phối hợp trong việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Chính vì vậy mà mình sẽ có được cái thuận lợi trong cái việc mà đánh giá và cái quản lý bệnh sau, trước, trong và sau khi mổ. Cái khó khăn thứ nhất là người bệnh đã tổn thương não khá là to, cả một vùng thùy trán bên phải, và người bệnh đã bị cơn động kinh kéo dài hơn 6 năm và sử dụng nhiều loại thuốc chống động kinh. Vì vậy cái hiệu quả nó sau phẫu thuật nó có thể không đạt được những ưu điểm so với những cái trường hợp khác. Sau hội chẩn, các bác sĩ đánh giá người bệnh bị động kinh thùy trán kháng thuốc do loạn sản khu trú. Đây là một trường hợp đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, tổn thương não khá lớn với cơn động kinh kéo dài suốt 6 năm. Người bệnh còn được phẫu thuật để loại bỏ tổn thương não, giảm cơn động kinh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là cái cuộc mổ sẽ ứng dụng nhiều cái phương pháp như là các giáo sư đã chia sẻ. Ví dụ như là có sử dụng cái điện sinh lý thần kinh, có đo điện não trong mổ, có hệ thống định vị dẫn đường navigation,
và có những cái technique kỹ thuật mới để phẫu thuật cái vùng thần kinh này. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, sau phẫu thuật, người bệnh thuyên giảm được 50-70% cơn động kinh, giảm lượng thuốc uống mỗi ngày và tác dụng phụ của thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng, khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khuyến cáo, đối với những trường hợp động kinh kháng trị, nên hướng dẫn người bệnh đến những trung tâm có phẫu thuật động kinh trong vòng 2 năm. Vì phẫu thuật sớm sẽ giúp người bệnh giảm được cơn sinh động kinh và chất lượng phục hồi sau phẫu thuật sẽ tốt hơn so với những trường hợp muộn.